cháy nhà ở Gia Lai, cháu bé 6 tuổi thiệt mạng thương tâm. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện cháu bé 6 tuổi chết cháy trong phòng ngủ của gia đình. Ngày 15 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Chư Ca Cam, huyện Krông Ba, tỉnh Gia Lai xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ cháy nhà làm cháu bé 6 tuổi thiệt mạng thương tâm. Theo thông tin ban đầu, 5 giờ sáng ngày 14 tháng 5, người dân ở thôn mới, xã Chư Ca Cam phát hiện nhà anh Trương Tân L, 41 tuổi, trú tại thôn mới, bị cháy nên lập tức hô hoán mọi người dập lửa và báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an xã Chư Ca Cam, đội dân phòng cùng người dân nhanh chóng dùng mọi biện pháp để nỗ lực chữa cháy. Đến khoảng hơn 7 giờ sáng cùng ngày thì đám cháy được dập tắt. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cháu TTG, 6 tuổi, con đẻ của anh L, chết cháy trong phòng ngủ của gia đình. Nhà anh L có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Phòng ngủ của cháu Dê bị cháy hoàn toàn và cháy lan một phần sang phòng khách cũng như phòng ngủ còn lại. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.